Rồi, kính chào các bác, xin các bác một đăng ký kênh và một like. Hôm nay quay giới thiệu đến các bác một em đồng hồ của Đức. Của Đức, hàng máy cơ, hàng VIP, đẹp. Em 3 buồng, size đại, khổng lồ. Các bác đăng ký kênh này, lưu số vào. Em thì bên em thì chủ yếu là giao lưu với anh em những cái dòng đồng hồ cơ kiểu này. Đồng hồ cây thì tủ rất là đồng hồ cơ. Còn những cái đồng hồ Nhật thì chủ yếu là đồng hồ pin, còn đồng hồ vai bò của Đức hoặc là đồng hồ Pháp. Nhưng cái dòng này thì thỉnh thoảng em về này. Cái dòng này chọn hơi khó cho nên em không được rồi. Hôm nay giới thiệu các bác mấy em VIP, nhân tiện báo giá luôn cho anh em. Em đồng hồ 3 buồng VIP, Super VIP này, giá 46 triệu, đấy, giá luôn cho anh em nhé. Đây số điện thoại đây các bác. Thực ra nhìn cái tên này thì anh em nào xem lần đầu thì cứ nghĩ là không biết, nhưng mà em chủ yếu em thì chuyên gia về loa amply thôi. Còn cái món đồng hồ này là cái món đam mê sau loa amply. Anh em nhìn toàn cảnh của em này nhé, xong em sẽ đi quay chi tiết cho các bác. Đấy, em này rất là VIP, đẹp. Em này giảm giá còn 46 triệu, từ 466 còn 46 triệu. Cao 2m11, ngang 93cm. Cho nên là anh em nào mà nhà phải hoành tráng, phòng khách hoành tráng, anh em bày trước này VIP luôn. Nhìn sang xịn và mịn. Rồi, vân gỗ anh em nhìn màu vân của em này thì so với cả màu sồi nguyên bản. Sồi nguyên bản thì thường nó thực ra là màu nó còn tươi hơn màu này. Màu này là gần như màu sồi nguyên bản. Màu này thì nó sẫm hơn. Gỗ thì vẫn là gỗ sồi. Những cái dòng này của em nhập thì chủ yếu là nó là máy Đức, thùng Mỹ. Cơ bản là thùng Mỹ, máy Đức. Đấy, thùng Mỹ, máy Đức. Thì em này ấy, là một trong những em phải nói là tuyển đẹp. Đây, em quay cho anh em nhìn. Phần lắc. Lắc cây đàn siêu đẹp luôn. Đây là phần tạ. Cái nước mạ xuất sắc với anh em nhé. Và quan trọng là cái phần mặt này. Anh em nhìn gần như không có tí vết luôn. Không có tí vết luôn nhé. Số nổi mạ vàng. Đẹp xuất sắc luôn. Anh em nhìn cái độ óng ánh. Đó. Em này bản chất là em có đèn nhé. Đây này, có dây. Anh em về có thể lắp đèn vào. Nó có đuôi ở trong đấy, nó có dây sẵn công tắc trước. Anh em lắp đèn rồi. Dòng này thì sử dụng máy cơ, lúc nào mà nó hết thì anh em mình sẽ khóa sẽ kéo vặn co, kéo cái xích này lên này. Đó. Đây, em quay cho anh em xem phần máy. Đấy. Phần máy đây. Anh em nhìn kỹ để em lấy nét cho anh em. Rất là đẹp. Anh em nhìn kỹ, em lấy nét phần máy đây. Vàng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bình thường anh em sẽ đóng cái cửa là này lại. Đấy, em quay em mở cho anh em nhìn. Em nhìn phần trên này. Toàn bộ phần này được đúc rất là đẹp. Các cái phần số nổi mạ si vàng, sáng ươm, vàng ươm luôn.
lắc cũng vậy nhá, lắc tạ này, tạ này anh em nhìn này. Đó. Anh em quan tâm đến chiếc này thì alo trực tiếp cho bên em số 0983698887. Giá của em nó đây. Rất là hợp lý. Chiếc này trên thị trường không dưới 50 triệu anh em nhé. Kiểu gì cũng phải trên 50 triệu. Mời các bác điện theo số máy 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.